Xin chào các bác nhé. Em tình hình là mấy hôm nay bị ốm nên sức khỏe cũng không được tốt lắm. Em không làm được video dài, mong các bác thông cảm. Em sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu về cái cặp dây loa này thôi. Bởi vì nó rất ấn tượng và rất hay. Đặc biệt rằng là khá là quý hiếm. Những bác nào mà cần thêm thông tin về cặp dây này hay là cần xem thêm ảnh, các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 nhé. Dây cáp thóp đến từ Anh và đây là dòng dây rất là cổ. Ở đây em có một đoạn ngắn để cho các bác có thể xem được. Đây là dòng cáp thóp này, made in England, hàng chuẩn xịn các bác nhé. Các bác yên tâm chơi và sử dụng. Những cái dòng dây này thì rất hiếm khi có ở trên thị trường. Đặc biệt rằng là em cũng mới bán đến lần thứ hai thôi. Và mỗi khi thì cũng không có dòng này để mua các bác ạ. Đặc biệt là bản cáp thóp này thì là được lõi mạ bạc thật. Các bác có thể thấy là lớp mạ bạc cực kỳ tốt. Nhìn thôi cũng đã thấy sướng rồi. Và lõi nó rơi vào tầm khoảng 3 ly rưỡi hoặc là hơn. Chất lượng dây ảnh cổ thì cực kỳ tốt nhé. Em nghĩ là nó sẵn sàng so găng và so sánh với lại rất nhiều những cái dây đắt hơn nó nhiều lần tiền. Bởi vì đây là một cặp dây loa rất là đáng chơi và sở hữu cho cái hệ thống. Thêm một cặp dây loa tốt thì không bao giờ là thừa các bác ạ. Các bác nên nghiên cứu để chơi thêm một cặp dây loa này. Cắm rút, thay đổi, cải thiện cái hệ thống của mình được hiệu quả hơn. Dây có cái độ dài là 2,5 m cho một vế nhé. Và đã đủ sẵn hết những cái đầu bắc chuối như này rồi. Các bác có thể nhìn đầu bắc chuối đây. Em làm một tay hơi khó. Đây, các bác có thể thấy đầu bắc chuối cũng khá là tốt. Đủ 8 đầu bắc chuối. Dây em cũng chưa vệ sinh lau chùi. Các bác về các bác muốn sạch sẽ hơn các bác có thể vệ sinh. Nhưng mà tránh là tẩy quá mạnh nó sẽ có thể làm mờ chữ hoặc mất chữ nhé. Vì thật ra công nghệ hồi xưa thì họ cũng in lên trên này, nhưng mà nếu mà tác động vật lý quá mạnh, chày lau chùi quá mạnh thì nó cũng không tốt đâu. Vậy vậy rằng là có thể lấy một cái bàn chải sạch xong đánh là đánh nhẹ cũng được, hoặc là lấy khăn ẩm lau qua cho nó sạch sẽ hơn. Tất cả những cái hệ thống mà muốn âm thanh gọn gàng hơn, sạch sẽ, chi tiết, mọi thứ vững vàng hơn. Các bác chơi JBL, chơi những loa châu Âu, loa Mỹ, kể cả là loa cổ lẫn loa đời mới, chơi những cái dòng dây này đều hợp nhé, đều hay. Riêng cái cấu tạo lõi thì khá giống với lại lõi của chóp. Và lõi cũng khá là to và dây cũng khá là to. Đặc biệt là các bác yêu thích chóp nhưng mà không đủ tiền thì có thể nghiên cứu sang chơi dây này cũng rất là hợp lý. Thật sự là giá rất tốt, chỉ có 3.700.000 cho một cặp dây loa dài 2,5 m và đã đủ hết 8 cái đầu jack như này rồi. Một sự lựa chọn tốt cho hệ thống các bác nhé. Thật sự là em chỉ ngắm nhìn cái lõi của nó thôi em đã cảm thấy rất là sung sướng rồi. Rất là đẹp và rất là thích những cái lõi mạ bạc. Chú ý là mạ bạc thật nhé. Tại sao em phải nói là mạ bạc thật? Bởi vì nhiều bác cũng không phân biệt rõ, hoặc là các bác hay hỏi là em là có phải là mạ bạc thật không hay là mạ giống bạc thôi. Thì em xin khẳng định rằng là những cái dây của em đều là dây được lõi mạ bạc thật và lớp mạ rất là sâu. Công nghệ mạ rất là sâu và rất là dày. Những cái dòng dây này thì chất âm rất là tốt. Và hãng cáp thóp này là cùng nhà máy sản xuất với lại Lin và Nem. Bởi vậy rằng là cái hình dáng, cái cấu tạo cũng khá là tương đồng, cũng khá là giống. Em đã giới thiệu sơ qua về cặp dây loa rất là hay. Rất mong các bác ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau nhé. Zalo của em đây.